Hello, xin chào em. Em có sale này. Đây có rất là nhiều các cái chiếc xe đồ chơi luôn chứ. Có cả một hộp đồ chơi vẫn còn rất là mới luôn này. Đấy, rồi bây giờ cùng nhau để bóc hộp đồ chơi này em nhé. Xem nào. Đây là một hộp đồ chơi xe cứu hỏa này em này. Vẫn còn rất là mới luôn nhé, nguyên hộp luôn. Hộp này có rất là nhiều xe này. Bóc vào xem nào nhé. Wow. Một hộp này có tận 5 xe và một chiếc máy bay trực thăng này em này. 5 chiếc xe cứu hỏa luôn nhé. Xem nào. Xem từng chiếc xe xem nào nhé. Xe này có cần rất là dài luôn này. Đây là để nâng người lên cứu hộ nha. Bánh xe chạy này. Rồi. Tiếp theo một chiếc xe nâng này. Chiếc xe này có thể nâng người lên nhá. Đấy. Mở được ra này. Bánh xe chạy rất là tốt nha. Rồi, ok. Chà, lại một chiếc xe chữa cháy nữa này. Bánh xe rồi, rất là nhiều các cái chiếc xe chữa cháy nha. Tiếp theo xem xe gì đây. Đây là một chiếc xe bồn này, xe chở nước này. Bánh xe chạy nha. Ok. Cuối cùng này. Đây là một chiếc máy bay trực thăng này. Xem nào. Đấy, cánh quạt quay nha. Rồi, ok. Bên dưới này vẫn còn rất là nhiều đồ chơi luôn này. Đầu tiên đây. Đây là một chiếc xe cảnh sát này. Đây là mẫu xe cứu thương cảnh sát các em nha. Có thể mở cửa được này. Đó. Trên này có hàng ghế lái này, rồi thì tay lái này. Đóng lại nha. Thử xem nào. Rồi, một chiếc xe rất là đẹp luôn nha, có còi có nha, có thể mở được cửa này, đóng lại nha. Ok. Tiếp theo, đây cũng là một mẫu xe cảnh sát này. Một chiếc xe cảnh sát màu trắng nha, đèn này. Cửa nha. Thì bật lên xem nào. Chiếc xe này có thể mở cửa này em này. Đó, tao bật lên nó có âm thanh và có thể tự động mở cửa ra nha. Rất là đẹp luôn, một mẫu xe cảnh sát này, xe màu trắng nha. Đóng lại xem nào. Rồi, có đèn có nhạc nha. Ok. Tiếp theo sẽ là máy xúc này. Một chiếc máy xúc màu xanh. Xoay tròn này đây. Xúc này. Máy xúc nha. Xe thì đây. Thì đây là một chiếc xe bồn này. Có cái bồn rất là dài luôn. Chiếc xe bồn rất là dài em nhé. Đấy, bánh xe chạy được nha.
Một chiếc xe bồn rất là dài và đẹp. Ok. Tiếp tục này. Một chiếc xe tải. Một chiếc xe tải rất là nhỏ nha. Ok. Đây là một mẫu xe chở rác này. Đấy. Xe chạy được nha. Xe chở rác này. Xe nào? Xe container này. Một chiếc xe container rất là đẹp luôn. Thùng container đằng sau này. Bánh xe chạy nha. Xe container rất là dài luôn nha. Ok. Đây cũng là xe container nữa này. Rất là nhiều các cái mẫu xe container. Đấy, bánh xe chạy rất là bon luôn. Rồi. Xe tải đầu kéo này. Thì một chiếc xe tải đầu kéo màu xanh. Wow, rất là to và đẹp nha. Ê, bánh xe chạy này. Đầu xe này. Đấy, kẹp xe này. Đấy, rất là đẹp nha. Rồi. Tiếp theo. Xe bồn tiếp này. Một chiếc xe bồn màu xanh này. Bồn màu trắng nha. Ok. Xe chở rác này. Đây cũng là một chiếc xe chở rác nha. Một chiếc xe bồn nữa này. Cuối cùng lại là một chiếc xe container nha. Một chiếc xe container màu xanh. Rất là đẹp nha. Xe container. Các xe này rất là nhiều. Xe container và xe bồn này. Đó. Rất là nhiều loại xe luôn. Xe cứu hỏa này, xe tải đầu kéo này. Rất là nhiều loại xe luôn các em nhé. Rồi, xin chào các em nhé.